Hello, xin chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18. Hôm rày á thì mình làm việc hầu hết là ở trên thế giới thường đúng không? Mà mình quên mất là ở dưới địa ngục cũng còn khá là nhiều việc mà mình cần phải thực hiện nè. Ở đây thì có một vài cái thành tựu rất là hay luôn, mình thấy chẳng hạn như là thành tựu là đồng minh thật không dễ dàng. Cái này á mình cần phải đưa một con gát từ địa ngục về thế giới thường của mình nè. Rồi sau đó tiêu diệt nó. Nhiệm vụ này cũng khá là căng đó nha. Tại vì cơ bản con gas tìm đã khó rồi, mà bây giờ muốn đưa nó về là phải làm một cái cánh cổng địa ngục thiệt là bự thì mới đủ sức chứa gas đó. Nên bây giờ mình sẽ bay vô trong nhà để mình lấy một chút hắc diêm thạch ha. Nếu mà không đủ thì chắc phải đi đào thêm rồi, để làm một cái cánh cổng địa ngục thiệt là to. Hắc diêm thạch, rầu, xong luôn. Ồ, bên đây còn 29 thì mình xây nó cũng chưa được gọi là bự lắm đâu. Vậy là cần phải có thêm hắc diêm thạch rồi. Rồi ok, một xíu thì mình sẽ đi đào hắc diêm thạch ha. Bây giờ mình sẽ coi tiếp những cái thành tựu khác nào. Nhạc một rương trong pháo đài, cái này từ từ lắm. Dùng cổng địa ngục để đi 7 km. Ở thế giới thật hả ta? Ồ, tại vì một ô ở dưới địa ngục hình như là bằng 8 ô ở trên mặt đất hay sao á. Cái này thì cũng khá là dễ thực hiện á. Một xíu xuống dưới mình sẽ làm luôn. Ở dưới này thì đánh lạc hướng bích liên bằng vàng nè. Vậy là mình cần phải chuẩn bị thêm vàng. Đây. Rồi. Cái gì đây? Cái này là cưỡi cái con rider ha. Vậy là mình cần phải làm một cái cần câu nữa. Cần câu là cần chỉ nè. Một chút que. Đây. Và mình cần thêm cái nấm kỳ dị. Cái nấm đó không biết mình có mang về. Nè có luôn nè. Ê, được đó nha. Làm luôn. Đây. Cần câu gắn nấm kỳ dị ha. Đó. Vậy là một xíu mình sẽ đi cưỡi cái con trider đó thôi. Và cần phải có thêm cái yên nữa thì mới cưỡi được nha. Rồi còn thành tựu gì nữa không? Cái thành tựu này là ai sống dài hơn mèo chín kiếp. À tức là mình phải thắp lên cái cục gì đó ta, cục hồi sinh hay sao á. Cục đó làm từ những cái hắc diêm thạch khóc này nè. Ủa, nó đâu rồi? Kiếm cái cục đó coi. Nè nè nè, neo hồi sinh ha. Đá phát sáng. Đây có lô. Rồi làm cái neo hồi sinh đi. Sau một xíu thì mình sẽ mang xuống dưới rồi làm lần lượt mấy cái thành tựu đó ha. Còn bây giờ thì mình cần phải đi đào hắc diêm thạch một cái đã, để mình có thể làm được một cánh cổng thật là to ở phía dưới ha. Đi một hồi cái mình lạc vô một cái hang tư tốt luôn. Gì đây? Nhân phẩm gì đây? Mới đi thôi mà. Mới đi đã gặp được kim cương rồi. Coi còn thêm không? Hết rồi. Mới đi đã gặp được hai quặng kim cương liền luôn. Nhưng mà khúc này thì không có hắc diêm thạch. Căng thẳng gì ta? Ê, có một phát sáng nữa kìa. Mình farm thêm một phát sáng đi. Lấy những cái túi một phát sáng này, nó cũng có thành tựu liên quan á. Ở đâu rồi? Rồi, được 9 cái túi một phát sáng luôn. Quá đã. Chỗ này cũng nhiều nước nè. Ui, sao nhiều mực vậy? Sao chỗ này nhiều mực phát sáng vậy ta? Mấy lần trước mình đi thì rất là ít khi gặp luôn á. Nay đi gặp cá đóng luôn. Lẩm hết 20 túi mực phát sáng rồi. Về tha hồ mà sử dụng luôn á. Ê, ở đây có hai em Axolotl nhưng mà một em màu trắng, một em màu hồng. Màu hồng hơi bị đẹp luôn. Ôi trời, sao tự nhiên sỏi ghê vậy? Mình có đem theo xác. Xô nước cũng có luôn. Rồi Bắt Axolotl tiếp. Đây, làm xô lẹ. Cái xô đâu? Múc Axolotl về thôi. Axolotl. Ốc, bắn hộp. Ê, bắn hộp kìa. Hey. Rồi, Axolotl màu hồng. Axolotl màu trắng. Quá tuyệt vời. Đằng kia còn một em màu trắng nữa cơ. Bắt luôn. Một chỗ mà được 3 Axolotl luôn nha. Quá xá đã rồi. Mình nghe cái tiếng Iran, tiếng Axolotl kêu luôn á.
Ủa dưới này có quá trời cá nè. Cũng được, bắt mấy con cá nhiệt đới này về mình nhân giống axolotl lên ha. Hợp lý thiệt. Bắt về. Áo. Bắt hộp, bắt hộp. Và bắt thêm một xô nữa. Tại vì 4 xô thì mình sẽ nhân giống được 2 lần ha. Ui. Rồi. Như vậy là bắt được tổng cộng mấy em ta? 3 em axolotl và 4 cái xô cá ha. Cũng khá là tốt. Nữa nè. Thêm axolotl nữa nè. Cái khúc này nó spawn đúng nhiều axolotl luôn. Lần này là một em màu vàng. Đi mới tí xíu thôi mà mình đã bắt được 5 axolotl rồi. Quá tuyệt vời. Ở dưới thì có mực phát sáng thôi. Cái này đi sâu hơn được nữa nè. Xuống luôn. Ê, dưới này có nhung nham. Đây rồi, đây rồi. Có nhung nham là mình có thể tạo ra được hắc diệm thạch. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ tập trung chuyên môn nha. Bắt axolotl như đó đủ rồi. Giờ thì lấy hắc diệm thạch để còn về làm nhiệm vụ của mình nữa. Nãy giờ nghiện bắt axolotl quá. Nghiện là dở rồi. Đã vậy, trên đường đi lên thì mình còn lạc vô một cái khu mỏ nữa nè. Sợ thiệt, ở dưới có con xương nó đang gình mình. Nó gình mình à, bắn hết sọt nó liền. Chứ gình gình. Khúc này cũng rất là nhiều nước nha. Sao ủa, có cái xe mỏ chứa rương luôn. Sách gì đây? Bật lùi. Không tốt tí nào cả. Ê, mà ở đây có cá nhiệt đới nữa hả ta? Mình còn nhiều sắt không? Hồi nãy mình thấy trong cái rương su cơ mình đem theo khá là nhiều sắt. Mẹ ta thì sao rồi? Ôi. Ôi. Xíu nữa là đi bán muối luôn rồi. Đâu ra Reaper nó mò mò lên đây vậy? Ghê hả? Đây. Mình sẽ múc thật là nhiều những cái xô cá nhiệt đới ha. Tại vì phải có loài cá này thì mình mới nhân giống axolotl lên được. Nên tranh thủ đi. Lúc mà mình có thể bắt nó thì mình sẽ gán bắt về nhiều nhiều ha. Rồi, được 4 xô rồi nè. Còn tới 8 xô nữa đó. Khúc này còn không ta? Ủa sao mình nghe tiếng mưa vậy? Ô. Trời, cái hang này nó lộ thiên luôn. Wow. To dã man thiệt. Vậy là một xíu mình có thể bay đường đó để đi lên ha. Còn bây giờ thì đi thêm một vòng ở khúc này nữa đi. Hồi nãy ở phía dưới á, mình thấy nó spawn khá là nhiều axolotl luôn. Nhưng mà sao phía trên này có vẻ hơi ít đó nhờ. Hay là ở dưới là cái tầng thấp hơn nên nó dễ spawn hơn. Cũng có thể. Ở đây mình thấy cũng rất là nhiều nước nào mà nó spawn không có nhiều ha. Không thấy em axolotl nào luôn á. Tiếp theo thì mình cần phải có một cái hộp quẹt. Oh, no. Hơi lúa luôn rồi. Tiếp theo thì mình cần phải có một cái hộp quẹt để mình có thể kích hoạt cái cổng địa ngục lên ha. Lần trước thì mình dùng cái hộp quẹt không biết mình vứt ở đâu nữa nè. Bây giờ phải tìm lại nữa. Rồi trong đây còn dư nè. Quá trời hộp quẹt luôn. Đem theo ha. Rồi. Giờ thì đi thôi. Chuyến đi này hy vọng là chúng ta sẽ mang được một cái em gas siêu to khổng lồ về trên thế giới thường ha. Hy vọng là vậy. Còn giờ thì qua địa ngục thôi nào. Ok, đi thôi. Ở đây có trader luôn. Vậy thôi mình đổi nhiệm vụ đi. Mình làm cái nhiệm vụ cưỡi trader trước đi ha. Tại vì có trader trước mặt rồi nè. Mình làm cái nhiệm vụ cưỡi trader luôn cho nó dễ. Qua đây, qua đây. Đây có một em trader đang đứng trên bờ luôn nè. Qua đây cưỡi nào, cưỡi nào. Mà hồi nãy mình hơi ý y nhờ. Mình phải mình mang theo thuốc kháng lửa thì hay quá. Hơi gấp, đi hơi gấp, cái quên luôn. Rồi, cưỡi thôi. Ủa? Ủa? Sao mình không được hành tụ vậy? À, mình phải dùng cây cần câu này một lần thì mới có thành tụ ha. Đó, vậy là mình xong cái thành tụ cưỡi trader rồi. Wow, và trader đi rất là nhanh luôn. Trời, có trader chạy kìa. Oh my god. Gặp em trader đam mê tốc độ rồi. À, giờ ông bài Batman cũng mắc trước mình. Lão tét. Nghĩ sao dám cưỡi trader vậy? Tịch thu liền. Đi tiếp em. Mày sẽ đổi trader luôn. Ôi, đổi không được hả? Không được thì thôi. Mình đổi em trader khác được không ta?
qua đây đỏ thử coi. Ui mình đổi qua đổi lại được nè, đó cứ lần hai em luôn cho chiến ha. Thôi cứ lần em thôi, nói chơi á, cứ lần em à. Rồi giờ thì mình sẽ đợi cho Trader lấy tốc độ lại ha. Hồi nãy Trader mình chạy nhanh lắm. Cố lên. Em này chân ngắn mà đi trên nhung nham thì mắc cười quá à. Và khi đi từ từ thì Trader sẽ tăng tốc lên á. Như hiện tại nè, nó đi hơi bị nhanh luôn. Tốc độ tối đa của Trader. Kiếm chỗ nào đất liền đi, rồi mình sẽ xây một cái cánh cổng là vừa ha. Wow, trên kia có khác rồi kìa. Chưa, để mình đưa Trader của mình vô đất liền cái đã. Rồi sau đó mình hả quay lại bên kia mình bắt gát ha. Và khi quẹo cua thì Trader sẽ đi chậm lại. Cũng khá là an toàn á. Quẹo cua là đi chậm lại liền. Rồi lấy một cục này ra. Và đi lên. Rồi cho Trader ở đây đi nha. Yên đi. Đi lên em này bị gung cầm cặp luôn cơ. Phải có nhung nham thì em này da dẻ mới hồng hào được. Chứ mà lên đất liền một hồi là bị tím tái mặt mày hết trơn á. Khá là tội nghiệp. Rồi và bên này có gas luôn. Bây giờ công đoạn của mình là mình phải xây một cánh cổng ở dưới. Căng rồi nha. Cái này không. Mình nhìn gas thử được không? Hình như thành tựu nhìn gas thì mình đã làm rồi. Cái thành tựu nào ta? Nhìn gác thì mình đã làm rồi á, giờ mình còn nhìn vẹt với con rồng thôi. Vậy thì không nhìn gác nữa, giờ tập trung xây cánh cổng nè. Mình phải vừa xây và vừa né gác luôn nha. Ôi. Mình bị upshot rồi. Mình bị mấy tên Bitlin này upshot. Ui da. Khó vậy. Rồi gác bay mất rồi. Ôi không. Trời ơi mình mới xây đây luôn á. Bây giờ cách tốt nhất á là mình xây nó đâu lửng lửng ở khúc này đi. Một xíu kiểu gì sẽ có một vài con gác nó spawn ra rồi mình sẽ kích hoạt cánh cổng lên liền ngay lúc đó ha. Ồ. Dạ. Nguy hiểm vậy. Người ta đang xây mà. Đừng có bắn nữa. Làm ơn. Đừng mà gác ơi. Rồi mình xây như đây là đủ rộng để có thể nhét nguyên một con gác vô rồi. Đó. Giờ thì đúng kiểu là há miệng trời sung luôn á. Giờ đợi thôi. Nói chung thì hên xui ha. Cái vùng này có gác linh hồn nên gác xuất hiện khá là nhiều luôn. Nên mình chỉ cần áp ca tầm một lúc thôi. Thử xem coi có gác nào xuất hiện gần đây hay không nha. Ui mà thay vì mình đợi thì mình có thể kích hoạt sẵn luôn đi nhờ. Nhiều khi nó xuất hiện xong cái nó đi qua bên kia luôn rồi sao. Cũng đúng. Mình kích hoạt sẵn luôn đi. Ui da. Rồi mình sẽ kích hoạt cánh cổng này sẵn á. Bây giờ làm sao để dụ con gát qua đây là một câu chuyện khác nữa nè. Kìa con gát nó tắm biển rồi kìa. Biển nhung nham rồi kìa. Bắn nó. Hey gát ơi, tôi trên đây này. Không gát nào xuất hiện ta. Buồn vậy ta. Lúc nãy mình đằng kia thì ở đây xuất hiện cái đống luôn. Giờ qua đây thì không thấy con nào hết. Buồn ít xịu chứ gì. A few moments later. Mình có coi trên mạng á là người ta ưa dùng cái dùng cái này được, dùng cái cần câu được. Ôi. Mình quên mất. Ôi không, vậy là bây giờ mình biết cách thôi. Xuống đây cục cưng. Mình sẽ nắm gát giật xuống đây ha. Ôi, đừng phá cổng của tôi nha. Trời ơi, nó đang cố ý phá cánh cổng đường ngục của mình cơ. Được. Lôi gát vô đây thôi. Không. Thì ra cái tuyệt chiêu này vẫn có thể áp dụng được ha. Đó chính là dột cái cần câu vô gát rồi kéo vô cánh cổng. Hợp lý thiệt sự. Về đây với anh cưng ơi. Về đây. Ốc. Mà có vẻ lôi hơi khó nha. Và gần hư gần câu nữa rồi. Ừ, vô luôn.
Vô đi, vô đi. Đúng rồi, vô đi. Ôi, cái gì? What the hell? Ủa, giỡn mặt hả? Trời ơi, gách vô vậy mà không được kìa. U là trời. Gõ điêu không? Hồi nãy các bạn thấy không? Gách gõ gàng ngồi một cục trong đó sẵn rồi. Mà không... không chịu dịch chuyển qua bên thế giới thường. Game lừa thiệt sự luôn á. Nó bịp mình rồi. Rồi và sau khi mình trở lên đây thì hình như nó chưa đủ 7.000 ô hay sao á. Hình như chưa đủ rồi. Ồ, Sugana thì chứ. Nhưng mà được cái là cái này là cái dùng. Mình coi coi cái này dùng gì đây. Dùng biển ấm hay sao nè. Cái nước biển nó, nó kiểu nó bị trong suốt hơn á. Nhiều khi gần đây nó lại có cái rạn san hô á. Mình tìm thử ha. Wow, hai ngôi làng ở vùng Saibana luôn nè. Không có cái rạn san hô nào gần đây rồi. Rồi bể cần câu nữa rồi. Nè 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 nè. Cố lên nào, cố lên nào. Chúng ta có thể làm được. Rồi. Ui, chị mà không chịu vô kìa. Thôi mà. Chịu đi mà. Sức chịu đựng con người có giới thiệu. Chịu đi. Rồi bế cân cấu luôn rồi. Bây giờ thực sự là mình hết cách rồi đó. Giờ phó mặt cho gát thôi. Gát vui thì gát chui vô cánh cổng giùm anh. Anh cảm ơn. Ôi có kìa, gách đứng ngay cánh cổng luôn không mà chịu biến về cơ. Bạn thấy game điêu không? Có một em gách đứng ngay cánh cổng luôn mà không chịu biến về nữa. Game lừa rồi. Nè để mình ví dụ cho các bạn xem coi anh Mai Heo nè. Ô, trời, anh Mai Heo chưa kịp vô nữa. Dùng chổng đi anh, dùng chổng đi anh. Làm demo cho em coi cái anh. Ủa bộ bây giờ đưa mob từ dưới địa ngục lên không được nữa hả? Ôi đừng giỡn nha. Hồi xưa là chỉ cần đụng vô phát là nó về rồi mà ta. Kỳ á, nè đứng một lúc luôn rồi nằm không chịu về nữa. What the hell. Ôi không được rồi, kiểu này chắc. Nè anh Bích Linh đứng đây. Ủa anh Zombie Bích Man đứng đây nãy giờ mình không chịu về nữa. Bảo sao nãy giờ mình đưa gáp về không được là phải rồi, nó bị gì rồi. Kỳ thiệt. Rồi bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ khác đi, bỏ nhiệm vụ đó đi. Wow rồi. Rồi, mình đã làm được cái thành tựu hay sống dài hơn mèo chính kiếp rồi ha. Cái này thì mình không cần đâu, tại vì mình chơi đang chơi chế độ siêu khó nên mình đâu có hồi sinh được đâu. Rồi còn thành tựu gì không? Để làm nốt luôn coi. Bây giờ mình còn cái thành tựu là tìm nốt mấy cái biome ở dưới địa ngục nè. Không biết mình còn thiếu cái biome nào không ta. À, dùng cát linh hồn thì mình đã đi tới rồi nè. Ok, để mình bay lượn một xíu để mình tìm thêm mấy cái dùng khác. Ồ, có một cái bay sẵn đây luôn. Wow. Vô tình phát hiện được bay sẵn ha. Hộp luôn. Tầm này ngán gì nữa. Mặc full giáp vô mới được. Vô bay sẵn là phải mặc full giáp thì mới chiến đấu lại mấy thanh niên Bích Linh ở trong đây ha. Nguy hiểm lắm. Ở bên kia có rương cả. Ui. Ông đâu, mình quên mất là mình gỡ cánh ra rồi. Chạy lên. Giờ tốt nhất là mình nên né vào tranh đi nha. Mình chỉ lấy đồ thôi. Đây. À, nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Ok. Bên kia cũng có rương nữa cơ.
speedrun trong cái bay sân. Ừ, hoa văn các thứ lượm luôn. Lên đây. Nó bắn mình. Không xi nhê đâu. Nó có đĩa nhạc nè. Big step. À, được, cái này về nhà nghe hơi bị đã luôn. Hình như nó cũng có một cái thành tựu hay sao á. Ôi da, né ra đi. Nhưng mà cái bay sành này không có những cái rương to nhờ. Ê, kìa, rương to trong kia hay sao cơ. Nó có rương to. Nhưng mà khoan, bọn chúng đang chuẩn bị tấn công mình. Mình phải đứng đầu với bọn bích linh lẻ thôi. Cẩn thận con bích linh thông báo. Con này đi đánh lén hả? Rồi, ở trong cái rương to này nó cũng khá là bèo luôn á. À, thì ra cái bê ôm cuối cùng là chỗ này. Chỗ của những cái cây này cây gì? Ui da. Để mình chặt ra coi thử coi. Cái này là cây kỳ dị á. À, cánh rừng kỳ dị hay sao á. Cái này là cánh rừng đỏ thẫm nè. Ui, có mấy con hút lên nè. Mình gặp con này là mình muốn quýnh nó một cái lên con ghê á. Tại mỗi lần nó gặp mình là nó lấy cái sừng á, nó hút mình. Hơi bị quạo luôn. Rồi, phải như vậy thì mình cũng đã làm xong được thêm một cái tiến trình lớn nữa rồi ha. Giờ thì còn cái tiến trình là đưa một cái con Trider đi về thế giới thường rồi cưỡi nó. Cái này thì chắc làm không được rồi. Hồi nãy con gát mình còn chưa đưa về được mà. Cay thiệt sự luôn á. Không biết phiên bản mới này nó bị làm sao chứ hồi xưa á, mình chơi thì mình chỉ cần đưa cho mấy con mốp nó đụng vô cánh cổng thôi à. Là lắc máy luôn à. Là dịch chuyển qua bên kia liền. Chứ không phải như bây giờ đâu. Khó thiệt sự luôn á. Giờ trước mắt là mình sẽ nghe cái đĩa Big Step á. Cái đĩa này nghe đồn là nghe xôm lắm á. Nên giờ nghe thử ha. Lên. Thôi, quẩy ít thôi. Quẩy hồi banh nhà đó. Nguyên cái đĩa này quẩy hơi bị căng á. U là trời, được. I like it. Mình thích mấy cái đĩa mà kiểu quẩy xôm như vậy á. Nghe nó mới sướng á. Rồi, giờ thì mấy cái thứ linh ta linh tinh mình có thể đặt ra để trưng bày nè. Và mình sẽ lấy nốt mấy cái em Axolotl mới bắt được trong cái hang á. Đi thả vô cái sông nhân tạo của mình thôi. Ui, đằng này. Quên. Có cái kho mà đi lộn hoài. Đây. Mình có tổng cộng là 5 em Axolotl ha. Đem ra hết. 5 em Axolotl, ở đằng kia là 4 em nữa. Vậy là có 9 em thì mình sẽ đem tầm 8 cái xô cá ha để mình nhân giống lên. Cũng được khá là nhiều Axolotl con rồi đó. Vừa đủ luôn nè. Được. Rồi, giờ thì bay qua bên kia để nhân giống lên thôi. Đây. Hy vọng lần này khi mình nhân giống sẽ hên ra được một em Axolotl hiếm ha. Rồi. Vô. Ừ, hay là đặt tên luôn nhờ. Được á nhờ. Hợp lý. Để mình đi đặt tên cái đã. Coi nào. Hôm bữa là tí nậy nè. Tí nậy, tí teo, tí hon. Rồi tí xíu. Rồi tí xíu như có rồi đúng không ta? Giờ tí gì đây? Oh no, cái kinh nghiệm đó mình nó bị gì rồi? Mỗi lần mình về địa ngục, từ địa ngục về là nó bị mất kinh nghiệm gì đó. Không biết sao nữa. Kì cục kẹo thì không đặt tên được rồi. Thôi cãi đi, giờ thì cứ cho xuống trước đi. 11 là tầm 100 em tên nào mà đặt hết được. Rồi, em này màu trắng. Em này màu vàng. Em này... Ủa, con em màu hồng đâu ta? Nè, em màu hồng nè. Trời ơi, mình hơi bị thích cái em màu hồng đó luôn á. Nhìn hơi bị dễ thương. Em này màu trắng tiếp. Rồi, giờ thì sẽ tới công đoạn là cho Axolotl ăn để đẻ ra thêm á. Nè, cho em màu hồng ăn nè. Để 11 có nhiều em màu hồng khác. Rồi, màu hồng ăn với màu trắng đi. Rồi, để coi ra màu gì. Ô, ra màu hồng tiếp. Tuyệt vời, vậy là có hai em màu hồng trong cái
Chỗ này rồi, giờ thì tới tí nị. Tí nị và em màu trắng luôn. Hai màu trắng với nhau. Hai màu trắng với nhau mà gây màu vàng là toang luôn á. Gây gì? À, gây màu trắng tiếp hả? Bây giờ mình sẽ thử màu trắng với màu vàng đi. Ủa gì màu trắng với màu hồng chứ? Ủa gì màu vàng với màu hồng chứ? Nè, màu vàng nè. Với màu hồng. Màu hồng. Ấy, em màu hồng mình mới ăn hả? Không được rồi. Ôi, lẹ lẹ lẹ. Rồi mình thả nhầm. Oh no. Rồi mình thả nhầm ra ngoài rồi. Ủa rồi tí hon rồi các thứ đâu ta? Tí nị nãy giờ mới thấy tí nị à, tí hon đâu? Để mình tìm tí hon cái. Tí hon đi đâu rồi? Tí nị nè. Nè ni. Đừng nói tí hon mất rồi nha. Mình chưa thấy tí hon á, nãy giờ chưa thấy tí hon với tí tẹo luôn. Mới mốt mình phải tìm ra nguyên nhân kiểu như thất lạc của vài em Axolot mới được. Kỳ ghê á. Có khi nào leo lên bờ xong rồi đi lạc mất không? Mình nghi lắm. Tổng rài thì hầu hết thời gian là mình dành vô việc xây dựng các thứ á, cũng khá là ít khi đi khám phá. Hôm nay thì mình sẽ có một chuyến đi tiếp về hướng ngọn núi bên này, hình như là hướng bắc đó, để mình có thể tìm ra được một vài em vẹt ha. Thứ nhất là mình sẽ gán bắt về, thứ hai là mình sẽ làm luôn cái thành tựu dùng cái ống nhòm á, mình nhìn vô vẹt. À, cái thành tựu này thì khá là đơn giản luôn, mình sẽ gỡ lại mới được. Hồi nãy làm cái thành tựu đưa gách về khó quá à. Mình giờ mình sẽ làm mấy cái thành tựu dễ dễ trước ha. Ở đây là cánh rừng rồi, nhưng mà chưa phải là cánh rừng to cơ. Mình cần tới cái cánh rừng to, thật là to, chỗ mà lần trước mình dẫn gấu panda với đúng rồi, dẫn gấu panda về á. Chỗ đó thì may ra mới dễ tìm vẹt được. Bên đây vẫn chưa phải nè, bên đây là mới là dùng Savanna thôi. Và mình mới phát hiện là gần chỗ mình ở không có cái sa mạc nào luôn. Mình đã bay rất là nhiều vòng quanh cái chỗ mình ở rồi, không có một cái sa mạc nào hết. Su cà na chưa. Mới mốt mà mình tìm được cái sa mạc là mình phải tranh thủ mình lấy cát thiệt là nhiều về á. Với xương rồng nữa, mình chưa có xương rồng nữa nè. Mình đang muốn có xương rồng để có gì mình nhân giống lên rồi làm bột nhuộm các thứ. Ê. Ô. Tuy mình không tìm được sa mạc bình thường mà mình lại tìm được sa mạc đỏ luôn. Sa mạc cát đỏ nè. Cái này gọi là Misa, cái dùng Misa. Nhiều khi nó còn có những cái đất sét nữa nè. Lại có thêm vật liệu xây dựng rồi. Mất cái này thì được cái kia. Đã chưa, đã chưa. Ở đây nó còn có một cái khu mỏ lộ thiên nữa nè. Wow. Đẹp thiệt á. Sao hên vậy ta? Nghĩ gì mới mốt mình không chỉ còn có cát bình thường đâu, mình còn có cát đỏ nữa. Loại cát này thì mình có thể chế tạo cũng như là xây dựng khá là đẹp ha. Đã ghê luôn. Đã vậy còn có thêm rất là nhiều đất sét nữa chứ. Tuyệt vời, nói chung là rất là tuyệt vời ha. Rồi và đây rồi, cánh rừng bên này. Mình cũng đã lấy được xương rồng vậy rồi, chỉ cần 1-2 cây thôi là mình có thể nhân giống lên rất là thoải mái ha. Bây giờ khi tới cánh rừng thì mình sẽ tập trung chuyên môn hơn. Tìm vẹt. Phải gán tìm được em vẹt coi. Lần trước dẫn gấu panda tìm vẹt không có ra. Lần này không có dẫn gấu panda nè, chỉ tìm vẹt thôi. Để coi có tìm ra hay không nha. Không có gấu nè. Ủa không có vẹt nè. Gầu luôn. Nguyên cái gừng to đùng này không có em vẹt nào hết hả? Giỡn hay gì vậy? Giỡn gì không vui. Giỡn gì không vui rồi. Thôi tìm trên đầu cây không có thì mình sẽ chuyển sang tìm dưới mặt đất ha. Để coi tìm dưới mặt đất nó có khá hơn là bao hay. Ủa có mày. Wow, mèo rừng. Oh my god. Hồi xưa lúc chưa có mèo của dân làng thì đây chính là loài mèo mà mình có thể bắt đem về nuôi được nè. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mèo rừng thì khó rồi. Cái này có mồm mình lấy dây mình lôi về á.
Được á. Con đem theo hai cọng dây. Ê. Ê. Không bắt được thì mình lâu về. Chạy đi đâu? Em chạy đi đâu? Bị bắt. Bị bắt lại nè. Đi về với anh. Cái này nó hơi gượng em xíu nhưng mà bắt buộc rồi. Tại vì em này quá là đẹp nên phải bắt về thôi. Mày nghe tiếng tiếng vẹt đập cánh. Cái gì chứ? Cái vụ mà ê, nghe tiếng vẹt kêu luôn. Bây giờ mình sẽ tìm cách để... Nè, nghe tiếng bên đây nè. Vẹt đâu bên đây nè các bạn ơi. Nè 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 nè, đây rồi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu bé ơi? Bé đã... Hai bé luôn, hai bé vẹt màu xanh. Một em. Chịu đi, chịu đi, chịu đi. Hai em. Râu, xong phin. Mình đã bắt được hai em vẹt màu xanh. Ủa rồi, mẹo mình đâu? Cho đứt dây, đứt dây. Suýt nữa là xong phin rồi. Bây giờ mình vừa có được vẹt và vừa có được mèo luôn. Quá đã. Nhưng mà nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình tìm thêm được một em mèo nữa. Để được hai em mèo mèo rừng thì mình sẽ dẫn về ha. Ủa đâu ra anh đem vẹt nữa vậy? Bây giờ em mèo rừng này không biết mình nên cho vô đâu ha. Mình nuôi trong nhà thì cũng không được. Nuôi trong nhà mở cửa ra cũng chạy mất à. Phải kiếm chỗ nào mà hơi kín kín một xíu thì mới được. Nuôi trong chuồng thì tội nghiệp quá. Không nở luôn á. À có cách. Bây giờ chịu khó mình buộc dây thôi chứ biết sao giờ. Ở đây chơi với bé Cù nè. Hiện tại thì bé Cù Hồng vẫn có mình nè. Anh thôi cho Cù Hồng chơi với mèo nha. Nè bạn mới nè. Ê, đã ghê luôn á. Phải chứ mình gặp được hai em là mình dẫn về luôn rồi. Mà gặp có một em thôi. Rồi vẹt thì mình sẽ cho đứng ở... Ở đâu ta? Vẹt đứng ở đâu là hợp lý vậy ta? Vẹt chắc đứng ở trước nhà mình đi ha. Để coi coi. Nhẹ tựa lông hồng. Đi trên bột tuyết hả? Làm cho thảo điền trở nên sống động với giai điệu. À vậy là mình cần phải tìm một cái đĩa nhạc mới của phiên bản 1.18 này nè. Ui căng rồi, căng rồi. À thành tựu này được nè. Liên quan đến cái lời mực phát sáng á. Hồi nãy mình có săn mực phát sáng. Bây giờ thì mình sẽ lấy túi mực phát sáng ra. Đi rồi, đi rồi. Đâu túi mực phát sáng đâu à? Mình giúp đây, đây, đây. Túi mực cần một cái thôi cũng được. Mình sẽ đi qua cái biệt thự của mình. Tại vì bên đó có cái bảng thông báo hơi bị to. Mình đặt ở ngay cái cầu thang. Nên mình sẽ làm cho nó phát sáng lên á. Đấy, đấy. Nhìn phét là sợ liền. Không phận sự là cấm lên lầu. Nói chung thì ngày hôm nay nó sẽ thật là tuyệt vời nếu như mà mình đưa được gas về bên thế giới thường và tiêu diệt gas để lấy cái thành tựu ha. Nhưng mà tiếc thay, các bạn cũng thấy rồi đó, mình đã rất là nỗ lực nhưng mà mọi nỗ lực của mình đều gần như là vô ích rồi. Hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm được một cái giải pháp khác để mình có thể đưa gas cũng như là Trider về thế giới thường để chúng ta làm nốt hai cái nhiệm vụ khá là khó ở bên địa ngục ha. Rồi, và trong tương lai thì mình sẽ tiếp tục cái công cuộc xây dựng. Và mình nếu các bạn có những cái ý tưởng gì đó thú vị thì có thể góp ý. Nếu như trong khả năng thì mình sẽ cố gắng thực hiện ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của mình. Còn bây giờ thì bye bye.